Việt Kiều nói giờ là cái gì Kiều? Thứ tư 20 tây tháng 11 2011, gia đình anh Hồ Chí Minh với lại Thanh Tân Việt Kiều, thứ ba Việt Nam. Chúc mọi người ở lại vui vẻ, giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện đều tốt. Của hai cái đứa kia cho vào từ lâu vậy ha. Mấy gì Kiều này cảm xúc có cảm xúc gì không? Dì Kiều này có cảm xúc gì không nói coi. Ủa hai bây giờ này mới lên tới. Đâu tại vì đi chung xe luôn, đi xe cái máy. Bữa nay tôi qua trả bài nha, mới giờ nó sợ là không vợ liền rồi. Vậy là mấy giờ mới vô anh rồi? Mấy giờ vô, coi như là mình đứng ở đây chơi thì họ nói đi đâu đi thì đừng có coi như là đừng có đi vô sau 7 rưỡi. Tại vì 8 rưỡi thì bay bay bây giờ 6 rưỡi à, còn thời gian. Thôi đứng chơi nửa tiếng đi. Rồi, 7 giờ vô. Rồi, 7 giờ vô. Rồi. Cho nửa tiếng mệt không? Cho 15 phút mấy em về. Không đứng sát cái hàng rào anh. Đứng sát cái hàng rào á, đứng cái hàng rào nó mát. Phúc có cảm xúc gì nói đây? Có cảm xúc gì nói? Buồn hay vui? Vui. Anh nghe nó phát biểu buồn hay vui kìa. Anh tên đi con buồn hay vui? Con qua đây như nào? Có nhắn nhủ gì không? Có nhắn nhủ gì không? Nhắn nhủ anh Tân thì sao? Anh Tân ơi đó, anh Tân nhớ học dạy giỏi. Hai dạy kêu cho em qua với còn hai cô này có nhắn nhủ gì không? Không. Nhắn nhủ gửi đô la hay là... Gửi kẹo. Gửi kẹo, trời. Tròn quá còn kẹo. Đâu có lấy nó đâu.
điện thoại nó gọi qua gọi lại rồi 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 em rồi đi nhé đi nhé rồi bây giờ có gì lên cái biết gì em nha để tao về gửi ấp lại cho thì mình đi may mắn nha. Rồi thôi anh ra bên thuận Bình Thạnh nha. Qua học giỏi nha. Trở lại thăm ông bà nội, cậu mợ, nhà chú. Việc Giang về.